Chloe ra mở cửa, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp vô cùng, cô gái nói rằng có chuyện riêng cần gặp công tước rồi bước thẳng vào phòng và để Chloe còn ngơ ngác đứng bên ngoài. Nhưng chưa đầy giây sau từ trong phòng cô gái lúc trước đã bị đẩy ra. Biến đi cho khuất mắt ta. Cô gái ôm mặt khóc rồi lao nhanh ra ngoài. Chloe lúc này chứng kiến cảnh tượng không khỏi hốt hoảng thắc mắc, sao lại như vậy? Alex khuôn mặt tức giận, ngươi lại đây. Nữ chính không khỏi cụp tai mà run sợ, chuyến này mình xong đời rồi. Chloe ngập ngừng bước vào phòng đứng trước mặt Alex, tưởng rằng chuyến này mình bị ăn đập rồi, nhưng Alex ngay lập tức xóa bỏ suy nghĩ này của cô. Ta không thích kẻ khác xâm phạm không gian của mình. Từ giờ trở đi, đừng để bất cứ kẻ nào ta không quen bước vào phòng ngủ của ta. Alex bảo cô hãy ngồi xuống và viết thư cho viện trưởng. Chloe còn chưa kịp bắt đầu thì lúc này ngoài cửa lại một giọng nữ khác vang lên. Cô gái này trực tiếp đẩy cửa bước vào đứng trước mặt Alex, bề ngoài xinh đẹp đến mức Chloe còn phải thốt lên khen ngợi. Chloe nghĩ bụng đẹp cỡ này thì chắc là anh ta chấp nhận thôi, lần này mình phải ra ngoài thật rồi. Còn chưa kịp đẩy cửa thì Alex đã lạnh lùng tuyên bố, ra ngoài ra ngoài và nói với chủ của cô rằng nếu ông ta còn tái phạm thì ta sẽ đảm bảo lâu đài này không còn lãnh chúa nữa lời cảnh cáo nhẹ nhàng này đã làm cô gái kia phải khiếp sợ và tự mình lui ra sau những việc này alex chỉ cảm thấy mệt mỏi và kinh tởm sự từ chối liên tiếp này đã khiến cho bá tước làm quốc lần này phải ra mặt ông bác này phải chạy tới khai thật với alex về việc đức vua đã yêu cầu ông làm tay thì cầm khăn lau mồ hôi trên mặt xin alex nói cho ông biết mẫu phụ nữ mà anh thích để ông ta chuẩn bị sau khi biết được chú ý này là của đức vua thì anh chỉ thở dài rồi nói với bá tước rằng mình đã có người phục vụ trong phòng ngủ tay thì với ra sau cửa nắm lấy cổ tay của Chloe, nữ chính lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt 10 phần nuông chiều, 100 phần say mê cầm tay Chloe, nói lời ngọt ngào, ta dự định sẽ dành cả ba ngày tới với người này. Có một thứ quý giá như thế này trong lãnh địa của ông, ta đúng là may mắn, ngoại trừ người này ta không cần ai khác nữa. Các bạn nữ tém tém lại chứ khúc này anh Alex đẹp trai lắm nha. Ở góc độ chỉ thấy được bàn tay của nữ nhân này, nhưng bá tước đã phải há hốc mồm rồi nhanh chóng biến mất trước khi bản thân bị lên thớt. Giây phút tươi cười ngọt ngào này cũng làm Chloe ngẩn người đắm chìm một hồi. Ngay lúc bá tước lui đi thì cũng là lúc Nam Chính hạ màn gỡ mặt nạ. Alex bỏ tay cô ra rồi quay vào phòng. y thì vẫn còn băn khoăn về việc anh định dành thời gian 3 ngày với cô mà chỉ thấy tràn ngập lo lắng. Sau khi viết xong thư cho viện trưởng, y lại nhớ về chuyện Alex sẽ dành 3 ngày tới với mình mà đầu óc nữ chính lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh không dành cho con nít rồi sau đó tự mình thấy sợ. Nhỏ nữ chính lại đầu óc đen tối nữa rồi. Alex thấy cô sợ hãi vì những lời vừa nãy mà anh chỉ muốn trêu cô thêm. Nghe được cho phép lui ra mà nữ chính hớn hở ra mặt còn hơn tôi được nhận lương cuối tháng. Cô chạy một mạch ra khỏi phòng có cô nhóc này bên cạnh làm Alex cảm thấy tâm trạng mình khá hơn sau những rắc rối từ cha. Ngày hôm sau, Alex cùng bá tước làm quốc và đoàn tùy tùng đi dạo xung quanh lãnh địa để thị sát thì Chris chạy tới báo tin xấu rằng hầu gái của một hiệp sĩ tên Lohan và bác sĩ của đoàn tên Smith đột ngột qua đời. Người hầu nam và hiệp sĩ hiện tại đang hôn mê. Hầu gái được phát hiện tại phòng giặt còn bác sĩ thì chết trên giường của mình, họ đều chết vì trúng độc. Những nghi ngờ ngay lập tức được đổ dồn về phía bá tước vì độc được tìm thấy tại lãnh địa này. Trong phòng lúc này hiệp sĩ Lohan vẫn đang lên cơn sốt và chuyển biến tệ đi, bác sĩ gia đình vẫn chưa tìm ra cách chữa vì chưa biết đây là loại độc nào. Tại phòng bếp trong lúc làm việc, Chloe nghe được lời bàn tán về việc này và họ đã ăn thịt lợn rừng trước khi chúng độc. Nghe những triệu chứng sơ qua cô như nghĩ ra được manh mối gì đó thì đụng phải ngực Alex tại khúc cua. Gặp dịp đỡ phải đi xa Alex dắt theo cô vào phòng hiệp sĩ Lohan trước sự chứng kiến của Evan ra lệnh cho cô khám bệnh cho cậu ta. Quyết định này khiến Chloe kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Evan cũng không thể hiểu nổi việc làm của Alex, bác sĩ còn phải bó tay thì một nô lệ có thể làm được gì. Sau khi thảo luận cùng bác sĩ cũng như nắm được tình hình của bệnh nhân, chloe biết ngay những suy luận trước đó của mình là đúng họ trúng độc khi ăn phải động vật bị nhiễm độc từ cây cà dược và có thể giải độc từ thuốc được bào chế từ cây cỏ chân ngỗng bác sĩ ngay lập tức nói rằng rất khó tìm được loại cây này và nếu đặt từ nơi khác thì phải mất nhiều ngày nhưng trước đó chloe đã phát hiện được phía sau vườn mọc rất nhiều nên cô đã nói với alex và ngay lập tức chạy đi hái ngay evan đứng một bên quan sát tất cả những cử chỉ giao tiếp của hai người anh không thể tin được alex lại giao tính mạng của một hiệp sĩ vào tay của một nô lệ và có vẻ còn rất tin tưởng cô ta anh cũng cảm thấy dáng dấp chloe hơi quen hình như đã gặp người này ở đâu đó trước đây Evan bày tỏ thắc mắc chúng ta đều ăn như nhau nhưng sao chỉ có những người này bị nhiễm độc. Nhờ thông tin xu được từ những cô gái vàng trong làng tám chuyện mà Chloe biết được họ đã lén ăn thịt lợn rừng trong bí mật. Hành động thiếu tính kỷ luật này đã đem đến hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, vậy nên Evan đã quyết định xử phạt hiệp sĩ Lohan sau khi anh ta khỏi bệnh. Sau khi được Chloe chữa trị thì ngay ngày hôm sau hiệp sĩ Lohan đã tỉnh lại và bắt đầu hồi phục. Alex quyết định để Chloe trở thành bác sĩ chữa trị cho đoàn thay vì tìm người thay thế chỗ trống này. Alex cảm thấy ngày càng có nhiều thứ mình không biết về Chloe, cách bố trí bàn ăn như một quý tộc, cách am hiểu về kiến thức y học. Quan sát cô gái này giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết đầy cuốn hút. Mỗi lần một trang lại có điều bất ngờ xảy đến làm anh cảm thấy tò mò và muốn biết tiếp. Chloe trong lúc trò chuyện xe mê với bác sĩ gia đình về thỏ mộc đã vô tình tiết lộ bản thân đến từ El Pasa và điều này đã dẫn đến những ngày gian khổ phía sau nhưng cũng đầy mật ngọt. Chloe hiểu rằng việc mình là nô lệ chiến tranh không nên bị lộ ra nên tự nhắc nhở bản thân rằng sau này nên cẩn thận hơn nữa. Trời dần tối sau khi làm xong mọi việc Chloe quyết định đến sân phơi nhưng cảnh tượng kinh khủng đã bày ra trước mắt cô. Toàn bộ quần áo đều nằm dưới đất. Chloe tuyệt vọng quỳ xuống trước đống đồ của công tước tất cả đều đã bẩn nát và không thể cứu chữa. Những cô hầu gái đứng cạnh đó bắt đầu đưa ra những lời châm chọc về nỗi đau của cô lúc này, chế giễu về xuất thân nô lệ El Pasa của cô. Chloe y lúc này có ngốc cũng hiểu được rằng vì họ đã nghe được xuất thân của cô nên mới gây ra việc này. Chloe y ôm lấy đống đồ trước mặt, những hình ảnh khổ sở trước đây ùa về làm cô cảm thấy tủi thân mà bật khóc bất lực như thể toàn bộ nỗ lực bị đạp đổ, bao nhiêu áp lực dồn nén vỡ òa không thể cản. Được khóc một trận đã đời nên bây giờ Chloe cảm thấy đỡ hơn. Cô lại bắt đầu với những suy nghĩ tích cực về bản thân, nhưng nhìn đống đồ bị bẩn trong tay và nguy cơ bị đập trước mắt thì chỉ muốn em đau đớn em gục ngã mà thôi. Chloe gõ cửa phòng Alex nhưng người mở cửa lúc này là bồ nhí Chris. Anh chàng này dành lời khen ngợi cho cô khi được nghe về việc chữa trị cho những người trúng độc. Chris còn ghé vào tai cô thì thầm, đội trưởng trông lạnh lùng thế thôi nhưng có vẻ anh ta tin tưởng cô lắm đấy, đây là lần đầu tiên ta nghe ngài ấy nói như thế. Chloe còn chưa hiểu chuyện gì thì phía xa Alex đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người và đuổi Chris đang nhiều chuyện đi. Chloe lúc này bước tới trước mặt anh, hai mắt còn đỏ vẻ mặt buồn rầu gặp người cúi đầu thú tội rằng mình đã làm hỏng quần áo của công tước ngay cả quần áo sẽ mặc trong bữa tiệc tối nay cũng không còn trong không khí im lặng như đang chờ phán quyết từ alex nhưng đổi lại anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng hãy gọi thợ may đến đây chloe vô cùng kinh ngạc khi anh đã không một lời trách mắng hay xử phạt mình thật sự alex biết rằng đây là một lỗi rất lớn nếu quản gia aaron ở đây chắc chắn cô sẽ bị xử phạt nặng nhưng cô đã rất dũng cảm nhận tội mặc dù luôn thấy cô lạc quan trong mọi hoàn cảnh nhưng hôm nay cô đã khóc chỉ vì chuyện này sao Thợ may đã đến đang lấy số đo và hết lòng khen ngợi với vóc dáng của Alex thì anh bất ngờ yêu cầu ông ta may cho Chloe vài bộ nữa. Trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng, thợ may vô cùng lúng túng xem xét giới tính của người nô lệ này, sau một hồi suy luận các kiểu thì ông ta quyết định hỏi nhỏ cô, "Ngươi là trai hay gái vậy?" Điều này cũng làm Chloe giật mình, nhưng vì không muốn mặc váy nên cô quyết định nói rằng mình là trai, lời này bất ngờ bị một người hầu gần đó cũng nghe thấy. Sau một hồi suy luận thì ông tổ của ngành đam mỹ ra đời, trong đầu anh ta hiện ra một hình ảnh mà hủ nữ đều sẽ thích, mà tôi cũng thích lắm trong phòng bá tước làm quốc lúc này sau khi nghe được các báo cáo từ người hầu ông đã vô cùng sửng sốt ngươi nói người đó là con trai à vâng đúng vậy thêm nữa cậu ta không phải là người hầu mà là mã phu không chỉ thế công tước còn may quần áo cho cậu ta nữa theo lời người hầu tối nào cậu ta cũng vào phòng ngủ của công tước mà sáng hôm sau nhiều người chứng kiến cảnh họ rời phòng ngủ cùng nhau chuyện này làm bá tước vô cùng rối não vì rõ ràng bàn tay mà ông thấy là của một cô gái cơ mà việc này cũng có thể xảy ra vì ngay cả thợ may lão làng còn không phân biệt được giới tính của người đó chloe lúc này đang ngồi ăn thì một chàng trai tóc đỏ xuất hiện người này chính là người hầu của hiệp sĩ lohan mà cô đã chữa trị trước đó anh ta là thomas và muốn cảm ơn cô vì đã cứu mình hai người rất nhanh đã trở thành bạn bè chloe cảm thấy hạnh phúc khi những người xung quanh đều nhớ đến việc làm của cô gục mặt soi mình dưới lòng sông chloe đang tự mình cắt tóc vì dạo này nó đã bắt đầu dài ra alex sau buổi tập luyện ở phía xa đã trông thấy cô nghe tiếng sột soạt từ phía sau chloe giật mình đứng dậy nhưng không may bị trượt chân và công sức bao ngày tập luyện của nam chính đã được vận dụng ngay lúc này đây anh nhanh tay đỡ lấy eo của Chloe khiến cô không bị ngã. Chloe bất ngờ dây lát nhưng sau đó lại ngượng ngùng quay đi nói lời cảm ơn. Người cắt tóc à? À vâng. Alex tự hỏi không phải phụ nữ thường thích tóc dài ngọt ngào hay sao? Nếu cô ấy để tóc dài mình nghĩ trông sẽ rất quyến rũ, thật đáng tiếc. Chloe giải thích rằng vì cô không có đồ buộc tóc nên cắt như thế này sẽ dễ chịu hơn. Alex cũng bất ngờ với lý do này và nói với cô rằng từ nay đừng cắt tóc nữa. Người ta nói vậy mà nam chính cũng tin, đã vậy còn nghĩ nếu có một người hầu nam tốt bụng, trẻ tuổi thì sẽ ghép đôi cho cô suy nghĩ đi vào lòng đất thế này thì mai mốt chúng ta cùng xem nam chính tự và mặt như thế nào câu nghe nói quần áo đã may xong và được chuyển đến phòng sau một hồi tìm thì cô cũng thấy được quần áo may cho mình nhưng cái này lạ lắm vì đây là đồ dành cho nam lại may theo kiểu lộng lẫy của nữ mà tại sao lại may theo kiểu này thì do chị lại báo anh nhà trừ ai dự là ông bác đức vua lại lên huyết áp nữa đoàn diễu hành lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng trước khi đi bá tước làm quốc đã có cuộc nói chuyện nhẹ với alex xin anh hãy hiểu cho đức vua vì không cha mẹ nào lại muốn con mình bị dẫn vào con đường lạc lối trên đường đi Chloe đã có thêm người bạn mới là Thomas cùng trò chuyện. Alex thì vẫn suy tư về những lời mà Bá Tước đã nói trước đó làm anh chưa hiểu lắm ý nghĩa của nó. Một tháng trôi qua, Chloe đã thân thiết hơn với người bạn mới Thomas, nhưng cô cũng phát hiện ra từ ngày cô gặp Thomas tới nay cô và nữ hầu gái Heidi dường như có khoảng cách. Mỗi lần gặp thì Heidi sẽ tránh né và quay đi làm Chloe cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Alex đang thưởng thức bữa trưa của mình bên gốc cây, gần đó là Chloe đang phơi quần áo. Cô đã hoàn thành xong công việc của mình và định đi dùng bữa thì bất chợt bắt gặp Alex ở đó cứ nhìn chằm chằm vào mình nữ chính như kiểu chuẩn bị tan ca nhưng lại gặp sếp chỉ muốn chuồn về cho nhanh nhưng bị người ta nhìn thấy alex bảo cô hãy mang bữa trưa của mình đến đây chloe vừa nghe xong đã vọt đi thật nhanh alex đã quan sát cô lâu nay cảm thấy chloe nói chuyện cùng các hầu nam rất thoải mái có vẻ như cô ấy không e ngại với đàn ông nhưng không hiểu sao cô ấy lại kém thoải mái với mình như vậy chloe ngồi ăn như đầu óc thì tự trách đáng lẽ mình nên để thomas giúp đỡ việc giặt rũ thì sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và không để alex bắt gặp để giờ phải ngồi ăn chung với anh alex cũng cảm nhận được sự ngượng ngập của cô đành quay sang bảo hãy cứ thoải mái đi chloe chỉ biết khóc dòng sao mà thoải mái được đây cô cảm nhận được dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng công tước lại là người tử tế bất chợt một vật gì đó đã rơi xuống ngay bên cạnh chloe nhìn lại thì ra một chú chim non alex đã nhanh chóng đứng dậy rất dịu dàng nâng chú chim lên và để lại vào tổ sự ấm áp này chloe có thể cảm nhận được cô chợt hiểu ra dù công tước rất cứng rắn với kẻ mạnh nhưng với những sinh vật yếu thì anh lại rất dịu dàng và nâng niu Alex cũng âm thầm quan sát Chloe lâu nay và cảm thấy cô rất tử tế và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn cố gắng không làm phiền ai cho dù việc có nặng nhọc tới đâu. Thành thật và trong sáng, sự khiêm nhường của cô làm Alex không thể nghĩ cô là một quý tộc được, nhưng nếu bảo cô là một nô lệ đơn thuần với sự thông minh và hiểu biết thì cũng thật khó tin. Giờ phút này Alex hiểu rằng việc trước nay anh quan tâm cô không chỉ là đơn thuần quan tâm người hầu nữa, Alex tự hỏi nó đã bắt đầu từ khi nào. Từ khi nào mà mình đã chấp nhận cô gái này như là người của mình. Những suy nghĩ này làm Alex cảm thấy ngượng ngùng. Bất chợt từ phía khác Alex cảm nhận được có mai phục, rất nhanh hô to cho đoàn người phía sau, sau đó không kịp nghĩ ngợi mà lao xuống ngựa về phía Chloe chắn cho cô khỏi ám khí. Đoàn người lúc này cũng nháo nhào bắt đầu phòng thủ. Chloe lúc này vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì. Cô không sao chứ? À vâng, tôi không sao. Lúc định thần lại nhìn thấy con dao cắm ngay cạnh mình cô mới bắt đầu hốt hoảng, toán cướp xông ra đòi cướp phụ nữ và lương thực với khí thế hùng hổ dọa người. Xui thay cho mấy anh cướp hôm nay đi làm mà không coi ngày, cướp ai không cướp lại cướp chúng đoàn quân kỵ sĩ tinh nhuệ nhất cái đế quốc hai bên giao chiến nhìn thì có vẻ ác liệt nhưng thương thay cho toán cướp chưa kịp hô hào hết câu đã bị diệt sạch tiếng chén rất làm Chloe sợ đến mức đông cứng người rất may cô được trích kéo sang một bên lánh nạn anh trích lúc này tôi cho anh 10 điểm về sự quan tâm nhạy cảm nữ chính cũng thật sự may mắn khi có được người bạn này Chloe dù đã bịt tai và nhắm mắt nhưng vẫn nghe những tiếng gào thét xung quanh khiến cô hoảng sợ tột độ alex sau khi đã xử lý xong bọn cướp và giao phó mọi việc sau đó cho thuộc hạ thì lúc này mới để ý thấy Chloe ở phía xa đang ngồi co do run rẩy cô vẫn còn ngơ ngác bàng hoàng trước bãi hỗn chiến giống hệt như trong quá khứ tại lâu đài el Pasar. một tiếng gọi làm cô bừng tỉnh người trước mặt lúc này là alex dù alex cố gắng giao tiếp với cô nhưng cơ thể chloe vẫn cứng đờ không phản ứng không còn cách nào khác alex nhanh chóng đỡ eo dìu cô đứng dậy tư thế gần gũi này làm chloe bừng tỉnh bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt quay đi nhưng lúc này alex vô cùng lo lắng cho cô một tay nâng cầm hỏi cô có thể nói được không chloe chỉ vừa phát ra một tiếng đáp lại thì bất ngờ đã bị alex bế lên nhanh chóng đi đến đặt trên ngựa của mình trước khi đi còn phân phó cho trigger Chloe nhìn theo bóng lưng Alex trong lòng chợt cảm thấy bồi hồi. Suốt dọc đường Trigger luôn hỏi han và chăm sóc Chloe rất ân cần, làm cô thấy cảm động vì những người bạn cô quen luôn quan tâm đến cô từ viện trưởng, Thomas và cả Trigger nữa, không như những người thân hoàng gia luôn tính toán lợi ích của mình. Chloe lên tiếng nói cảm ơn nhưng Trigger đã nhắc nhở cô rằng công tước mới là người đã bảo vệ cô, làm Chloe chợt nhận ra vừa rồi lúc nguy hiểm nhất chính công tước đã dùng thân mình để che chắn cho cô. Nghĩ tới đây tim Chloe đập thình thịch không ngừng, mặt thì đỏ hết lên khiến Trigger bên cạnh lại tưởng rằng cô vẫn còn hoảng sợ do chuyện vừa rồi chúng không phải là lũ cướp bình thường à alex đang thư thả ngâm suối cùng bồ nhí Chris. hai thanh niên suốt ngày tắm chung mà bảo sao không có tin đồn được đã vậy còn thích chơi đầu kiếm alex nghi ngờ rằng toán cướp ban ngày không đơn giản như họ nghĩ Chris cảm thấy phiền phức vì những suy luận của alex thường đúng và anh cũng ghét việc phải đối đầu với gia đình mình nhân tiện đây Chris cũng thắc mắc việc tại sao alex lại bảo vệ cô hầu của mình như bảo vệ con gái bí mật vậy nhưng thanh niên alex rất tỉnh mà đáp rằng dù cô ấy không phải thì việc bảo vệ cũng là đương nhiên và anh sẽ không để cho người của mình phải chết đó tự mặc định người ta là người của mình mới ghê tội cho bồ nhí Chris đâu biết là mình sắp bị thay thế đâu mà vẫn ngớ ra đó. Xem cảnh này xong mà tôi cứ nghĩ mình đang đọc chuyện đam mỹ chứ không phải ngôn tình. Từ phía xa phát ra tiếng sột soạt làm hai thanh niên cảnh giác. Từ trong bụi cây, một kỵ sĩ đã phải bước ra lộ diện, sau khi tra hỏi thì kỵ sĩ này nói rằng mình cũng muốn đến đây để tắm. Tình cảnh hiện tại là hai người đàn ông cơ bắp đang tắm với nhau và một người đàn ông khác thì đang rình mò họ tắm. Xin nhắc lại đây không phải chuyện đam mỹ nhé các bạn, chứ tôi là tôi lú lắm rồi. Chloe đang ngồi trước chạy vẽ vời trên cát để giết thời gian trong lúc chờ công tước bất chợt một bàn chân xuất hiện trong tầm nhìn đang rất hào hứng ngước lên thì đập vào mặt cô là thân hình ngọt nước chuẩn vị đậm đà của nam chính đã vậy trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông trông có vẻ hờ hững nữa chứ nữ chính làm gì bỏ qua cơ hội lại hình dung ra cảnh ngâm bồn mỹ hoặc của anh nhà xong lại tự đỏ mặt nam chính theo phương châm nhìn vậy sao đủ nên lúc Chloe quay lại thì cái khăn hờ hững khi nãy bây giờ đã nằm yên vị dưới đất ôi ôi mắt của tôi có thể nam chính nghĩ nhỏ này mới 15 tuổi thôi nên chắc không hiểu gì đâu thế là cảnh bổ mắt này không ngờ nữ chính của chúng ta lại được xem live action full hd luôn cảnh tượng trước mắt làm chloe hơi lúng túng mồ hôi tuôn thành dòng miệng thì khô khốc cô chưa biết xử sự, sự ra sao cho phải nếu run rẩy hoặc bịt mắt thì sẽ càng kỳ cục hơn nên chloe quyết định xem như chưa thấy gì cô lên tiếng cảm ơn công tước vì hôm nay đã bảo vệ mình alex không nói gì chỉ quay đi mặc áo choàng lên cơ thể nóng bỏng tay chỉ một động tác đơn giản này cũng làm nữ chính mê mẩn thưởng thức body căng đét trước mặt lưu ý là nữ chính lúc này chỉ là mê cái body thôi nhé chứ chưa có tình cảm gì với anh nhà đâu alex thấy lo lắng cho chloe vì chuyện hôm nay không biết cô đã cảm thấy ổn chưa Alex hiểu được sự sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh giết chóc khi còn trẻ nên anh cảm thấy cô gái này cũng khá dũng cảm. Alex chợt nhớ ra một chuyện, ngươi không nhận được quần áo từ thợ may sao? Sao vẫn ăn mặc như vậy chứ? Nhắc tới chuyện này Chloe chỉ biết câm nín. Có lẽ ngài sẽ không thoải mái khi tôi mặc chúng đâu, thưa công tước. Biểu cảm câm nín này làm Alex vẫn như chưa hiểu gì. Chloe cũng không biết giải thích sao cho vừa nên quyết định chạy đi lấy đồ đưa ra trước mặt Alex. Sau một giây đứng hình Alex đã có được một trận cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Chloe cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của công tước. Alex không còn nhớ nổi lần cuối mình được cười lớn như vậy là khi nào. Nhìn thấy bộ đồ này bây giờ anh đã hiểu tại sao bá tước làm quốc lại có những lời khuyên kỳ lạ cho mình. Alex chắc rằng ông ta đã viết thư cho đức vua và sẽ thuật lại mọi chuyện nhầm lẫn này. Cảm thấy mọi chuyện khá thú vị nên Alex quyết định lệnh cho Chloe mỗi lần đến thăm lâu đài của ai đó thì cô sẽ phải mặc trang phục này. Rốt cuộc công tước đang nghĩ gì vậy? Biết làm sao nếu mọi người hiểu lầm và nghĩ rằng ngài ấy có khẩu vị lạ đây. Trái ngược với vẻ lo lắng của Chloe, Alex lại khá mong chờ những điều thú vị trong chuyến hành trình sắp tới cùng cô. Ở một nơi khác, tên Jubert đang ngồi dùng trà cùng một người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông này liên tục tâng bốc nói những lời hay với tên Jubert nhưng trong thâm tâm thì lại khinh bỉ hắn ta. Người đàn ông tóc vàng đang cố gắng tác động đến Jubert để lòng căm thù trong hắn với cha của Alex càng dâng cao hơn. Ông ta còn tiết lộ bí mật về sự tồn tại của đức vua là không có thật và cha của Alex chỉ đang ngụy tạo để nắm toàn bộ quyền hành trong tay. Trong mắt người đàn ông tóc vàng dường như hắn ta đã tìm thấy một con cừu thế mạng cho âm mưu nào đó của mình, chính là tên Jubert tham lam và dễ bị thao túng này đây. Buổi sáng hôm nay Chloe được anh chàng tóc đỏ Thomas rủ cùng ăn sáng chung, có vẻ như Thomas là một người vui vẻ và khá được lòng các chị gái. Tại đây Chloe bắt gặp Evan khiến cô khá e dè vì sợ rằng anh sẽ nhận ra mình. Bên phía Evan, anh vẫn cảm thấy mình đã gặp cô gái này ở đâu đó. Ngay lúc này bên phía người hầu đang có cuộc tranh cãi nhẹ với Thomas. Một cô hầu gái oán trách việc Thomas đã mang Chloe tới chỗ này vì cô ấy thật kinh tởm khi là nô lệ từ El Paso. Chi tiết này đã lọt vào tai của Evan. Anh quay lại ngay lập tức hỏi rõ thì được biết cô hầu gái đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Chloe và biết cô ấy đến từ El Pasa. Evan trong lòng đặt ra nghi vấn tại sao một nô lệ chiến tranh lại được phân phục vụ đội hiệp sĩ, anh quyết định sẽ tự mình theo sát việc đáng ngờ này. Sau nhiều ngày thì Đức vua đã nhận được thư từ bá tước làm quốc. Sau khi đọc xong 7749 câu nịnh bợ thì cuối cùng cũng tới chính sự. Bá tước nói rằng ông đã làm theo lệnh và cho hai mỹ nữ tới nhưng đều bị công tước tức giận đuổi ra ngoài. Ngay sau đó ông ấy đã đến và tìm hiểu thì bắt gặp được người đang ở cùng công tước. Nhìn thoáng qua thì người đó có một đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn và một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Mới đọc tới đây thôi mà ông bác đã sáng bừng phấn khởi, khoan khoan khoảng chừng một giây, Câu tiếp theo đã làm ông bác đổ mồ hôi hột ngay lập tức. Thần những tưởng người ở cạnh công tước là phụ nữ. Ngài ấy ra lệnh không ai được phép vào phòng của mình như thể không muốn ai biết ngài ấy ở cùng ai. Ông bác này lại tự mình làm còn năn nữa rồi. Thần chỉ phát hiện ra vào ngày mà công tước khởi hành, người mà công tước ở cùng chính là một mã phu. Đùng đoàn các kiểu bất ngờ chưa ông già. Đọc tới đây ông bác không đứng tim mới là lạ. Hồn phách như được siêu thoát luôn rồi còn đâu. Anh người hầu bên cạnh cũng đang không biết chuyện gì xảy ra mà đức vua sau khi đọc xong lá thư thì trầm mặc một lúc rồi cười thật to sảng khoái vô cùng. Thôi thôi toang rồi ông giáo ạ. À dự là sắp phát điên đây mà ánh mắt ngây dại sau trận cười vừa rồi đức vua bây giờ như hồi quang phản chiếu chỉ có thể nghĩ đây là mình đang bị trừng phạt vì những lỗi lầm trong quá khứ để giành được ngai vàng ông bác đã đem một đứa trẻ lang thang về và biến nó thành con của hoàng đế sau khi giúp đứa trẻ thành người thừa kế ngai vàng duy nhất thì đã giết hại nó không những thế ông còn nhẫn tâm đem đứa con gái của mình bỏ vào rừng để giết nó khi nó mới được sinh ra vì những việc này nên giờ đây alex mới trở nên như vậy rồi như này là trừng phạt giữ chưa ông bác dù đã làm việc ác nhưng tôi thấy ông bác này vẫn có đam mê tấu hề lắm chứ có thua ai đoàn quân vẫn đang diễu hành qua các con đường rừng núi hiểm trở như mọi ngày nhưng hôm nay chloe lại thấy không được khỏe lắm cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước đi alex phía trên ngựa đã cảm nhận được điều này anh cố tình ra lệnh cho đoàn quân dừng và cắm chạy ngay tại đây làm chloe thở phào nhẹ nhõm không những thế alex còn đặc biệt không cần cô làm bất cứ việc gì hôm nay làm chloe vui mừng khôn xiết giá mà xếp tôi cũng như anh nam chính thì tốt quá rồi hu hu chloe đấm bóp bả vai mệt như nhớ lại những điều tốt đẹp mà công tước đã làm cho mình những ngày qua bỗng nhiên cảm thấy khi ở cạnh công thức mình cũng không còn quá ngượng ngập như trước nữa mà ngược lại lại thấy khá thoải mái chỉ mong rằng những ngày tháng sắp tới sẽ mãi như thế này evan những ngày qua đã tích cực gửi rất nhiều bồ câu đưa thư để điều tra về thân phận của chloe sau khi nắm chắc mọi việc trong tay anh quyết định báo cáo việc này cho alex ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy evan cô nô lệ chloe đang nói dối về tên tuổi với chúng ta tôi đã điều tra danh sách nô lệ ở cung điện cô ta chắc chắn là công chúa Beatrice. trước sự ngờ vực từ alex evan vẫn cố gắng giải thích với anh trong tất cả những nô lệ đến từ el Pasar chỉ có một người có mái tóc màu đen, đó chính là công chúa Beatrice. Sau khi công chúa trở thành nô lệ cô ta được điều đến gia tộc của tôi rồi sang làm việc tại khoa điều dưỡng. Nghe tới đây Alex cũng đã cố nhớ lại gương mặt công chúa Beatrice khi đó, thì ra cô ấy chính là Chloe, đúng là một điều khó tin mà. Với lo ngại rằng một công chúa của nước bại trận có thể là gián điệp và gây bất lợi cho đoàn hiệp sĩ, nên Evan đã đề nghị mình sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng ngay lập tức đã bị Alex ngăn lại. Anh cũng khẳng định rằng Chloe không phải là người sẽ làm hại mình. Nghĩ lại thì Alex cảm thấy rằng cô gái này chỉ mong trốn được anh thì có. Tới đây Evan cũng cung cấp một thông tin sốc tận óc cho công tước của mình biết luôn là cô chúa đó không phải trẻ con như ngài nghĩ đâu, cô ta 25 tuổi rồi đấy. Đùn đùn bất ngờ chưa ông già, cứ tưởng người ta là con nít rồi thoải mái khoe thân đi nha. Đêm đã về khuya trong rừng chỉ dựa vào ánh trăng mà dẫn lối, Chloe dường như đã bị lạc đường về trại. Cô bắt đầu hối hận chỉ sợ là người khác sẽ nghĩ cô là nô lệ chiến tranh bỏ trốn thì chết là cái chắc. Bỗng lúc này có tiếng sột so soạt từ phía sau, giữa khu rừng hoang vắng này chẳng lẽ đó là thú dữ sao? Một bàn tay chụp lấy cổ tay Chloe, quá sợ hãi cô nhắm mắt hét lên một tiếng rất may lúc bị thần lại thì người trước mặt là công tước dáng người to cao sừng sững dưới ánh trăng như người chết đối với được cọc tre chloe vui sướng cảm thấy may mắn quá nhưng sau khi nhìn lại biểu hiện có phần lạnh lùng khó gần của alex cô chưa biết đây có phải là may hay không nữa sợ bị hiểu nhầm chloe giải thích rằng cô bị lạc khi đi tìm thảo mộc và cô thật sự không có ý định bỏ trốn dù cô không giải thích thì alex cũng biết rằng cô không có ý định đó nhưng cái tánh ông này là thấy con gái nhà lành liền thích trêu chọc nên lại ngả ngớn hỏi cô làm sao ta tin được khi ta còn không biết thân thế của cô nghe tới đây nhỏ nữ chính nhà mình nhát lắm nên khai luôn là nhỏ đến từ el pasa nước đi không ngờ tới này cũng làm alex đơ người ngươi không tính chạy về el pasa với gia đình à thật sự là không mà tôi thậm chí không có cha mẹ vậy ngươi không có người thân nào khác sao câu hỏi điều tra như khẩu trá hình này chỉ đổi lại ánh mắt bồn chồn lo lắng từ chloe cô nói rằng mình có một người chồng nhưng không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa chỉ ước hắn chết đi cho rồi alex nghĩ ngay đến tên rubert đáng khinh kia mà tức giận nắm thành nắm đấm nhớ lại trước đây khi alex quyết định tha cho cô cũng thật sự là vì đồng cảm với hoàn cảnh này Alex cố tình hỏi bâng quơ, trông ngươi không giống đã đến tuổi kết hôn nhỉ. Chloe cũng thành thật rằng cô lớn tuổi hơn so với bề ngoài và sắp 26 tuổi rồi. Nghe tới đây nam chính cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, cô ấy thậm chí còn lớn hơn mình vài tháng. Sau cuộc trò chuyện hai người bắt đầu tìm đường ra khỏi rừng, sau khi đi lòng vòng vài lần thì Chloe ngây thơ hỏi công tức chẳng lẽ anh cũng bị lạc sao. Thanh niên này vậy mà cũng mặt dày nhận luôn, ôi thôi anh ơi, anh là ông tổ của cái Google map nhắm mắt còn đi đúng mà bây giờ bảo mình lạc đường có vô lý không anh. Sao người lại thích thảo dược như vậy? Nhắc đến đây hai mắt Chloe sáng lên hạnh phúc. Tôi đã lớn lên trong một hiệu thuốc ở El Paso nên thứ duy nhất thấy và học được là thảo dược. Thành thật mà nói dù lớn lên như một nô lệ nhưng tôi cảm thấy vui nếu có thể giúp đỡ ai đó bằng thảo dược. Tôi thật sự hạnh phúc vì còn sống và được làm việc mình thích. Sự hạnh phúc trong nụ cười và biểu hiện của cô làm Alex thoáng giật mình cảm thấy khó tin, một cô gái nô lệ trải qua hoàn cảnh khó khăn không cha mẹ nhưng lại có thể cảm thấy hạnh phúc, trong khi Alex lại hoàn toàn xa lạ với điều đó. Chloe nói rằng cô không muốn trở thành quý tộc vì phụ nữ quý tộc thường bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt và còn bị nhiều giới hạn nữa. Tôi rất may mắn dù là nô lệ vẫn có thể làm điều mình muốn và tôi còn có một vị chủ nhân tuyệt vời nữa. Những ông chủ đỉnh của chóp thế này thì thứ nào chịu nổi. Bị nam chính rất vào sâu hơn trong rừng nhưng Chloe vẫn vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp dưới trăng thanh gió mát. Alex nghĩ rằng họ nên nghỉ ngơi ở đây và tiếp tục tìm đường vào sáng mai. Chloe lúc này cảm thấy có gì đó không đúng thì phải. Nếu chúng ta trở lại con đường khi nãy và cứ đi thẳng thì chưa nói xong Alex đã cắt lời này bằng lý do vô lý nhưng hết sức thuyết phục là rất khó tìm đường trong khu rừng này. Nói vậy thì chịu ỏi. Alex hiển nhiên biết Chloe nói đúng nhưng vì một lý do nào đó mà anh không muốn quay về. Hai người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi bên bờ sông. Ta đoán cuộc hôn nhân của ngươi chẳng vui chút nào. Chloe ngay lập tức quay sang ánh mắt khủng khiếp đồng tình, tôi thật sự rất ghét nó. Vậy sao ngươi không chạy trốn? Nếu tôi chạy trốn bạn bè và đồng nghiệp của tôi sẽ phải chịu phạt vì tôi. Thấy Chloe đang chìm đắm suy tư Alex lúc này mới hất nước vào người cô làm Chloe giật mình tỉnh táo lại nhưng mèn đách ơi tỉnh lại rồi thấy cái mặt đẹp trai này làm nhỏ nữ chính không giữ nổi bình tĩnh tim đập rối loạn mặt tự giác đỏ lên trông thấy thầm nghĩ bình thường mà ngài ấy cười như thế thì sẽ khiến trái tim các cô gái nổ tung mất thôi alex hỏi cô sau khi buổi diễu hành kết thúc thì cô muốn làm gì nghe tới đây chloe rất thản nhiên nói mình muốn cả đời được lau dọn kho dược liệu của viện trưởng george chỉ một việc đơn giản như thế cũng đã khiến cô ấy hạnh phúc cả đời sao có lẽ cô ấy được thừa hưởng tính cách tích cực từ ai đó mẹ của ngươi hẳn là một người mạnh mẽ lắm mẹ tôi ư tôi không chắc nữa Mẹ qua đời khi tôi vừa sinh ra nên tôi chưa bao giờ gặp mẹ cả. Alex thoáng giật mình trước câu trả lời này. Trời cũng đã muộn Chloe bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng Lin Jim xin phép công thức cho mình được ngủ. Vừa nghe một tiếp được là nhỏ nữ chính chúc ngủ ngon cho có lệ rồi phịch xuống ngủ luôn, nhỏ này trong trùng ngựa còn ngủ ngon lành nên đây có là gì. Chỉ có Alex vẫn còn đắm chìm suy tư nghĩ về những lời mà Chloe nói. Về sự hạnh phúc mà cô thể hiện hay những bất hạnh mà cô đã vượt qua, liệu rằng một ngày nào đó anh cũng có thể hạnh phúc như cô không? Alex bế Chloe lên khi cô đã ngủ say thoát khỏi khu rừng đi về phía trại cảm giác mềm mại, không khí ấm áp, cảm giác êm ái dễ chịu này làm Chloe như đắm chìm không muốn buông. Lý trí nhắc nhở mình phải thức dậy, nhưng trong mơ màng lại nghe thấy lời công tước nói mình cứ ngủ thêm và sẽ đánh thức sau. Nhất chị rồi nha chị, ngủ tới chưa trời chưa chật rồi còn để ông chủ tự mình gọi dậy. Ngủ thêm một lúc Chloe dụi mắt ngồi dậy quan sát xung quanh, giật mình phát hiện bản thân đang ở lều của công tước, nhưng kinh khủng hơn là bản thân hiện tại đang nằm trên cả giường của người ta. Những chuyện hoang đường này làm Chloe nghĩ rằng tối qua lạc trong rừng chỉ là mơ. Lập tức kiểm tra lại giày của mình vẫn còn dính bùn đất thì đúng là không mơ rồi nhưng chuyện quan trọng hơn lúc này là nếu công tước biết được chắc sẽ không tha cho cô tại sao bản thân lại ở đây lẽ nào là mình bị mộng du sao dù đang dối trí đến phát điên nhưng tay theo bản năng vẫn vút ve sự mềm mại của tấm da hổ trước khi đi còn lưu luyến mà dụi dụi thêm mấy cái cho đã thèm cưng quá trời cương nha vừa bước ra khỏi trại đi tìm alex thì thấy được trigger đang đứng gần đó trigger nói rằng công tước đã cùng ngài chris đi tập luyện nên cô không cần đi theo nghe được vậy chloe cũng mừng rỡ thấy trigger đang suy tư chuyện gì đó hỏi ra thì trigger bảo cô đi theo mình anh dẫn cô đến một nơi cảnh vật nên thơ chỉ có hai người, đã vậy còn ngó nghiêng các kiểu như sợ ai đó thấy, cảm thấy an toàn sau đó vẻ mặt ngượng ngùng liếc mắt nhìn Chloe nói rằng bản thân nhận được lời cầu hôn. "Gì đây cha nội nhìn cái màu như muốn tỏ tình vậy nè." Trigger nói rằng bản thân chỉ là thường dân nhưng đối phương lại là tiểu thư của một nam tước, nghe tới đây nữ chính vỗ tay chúc mừng anh ngay, nhưng sau đó nói mình không muốn kết hôn, nhắc tới lý do thì Trigger bắt đầu quay lưng gục đầu làm Chloe cũng chưa hiểu tại sao. Cô ở sau cũng chỉ biết lúng túng động viên anh không muốn kết hôn cũng không có gì sai, bản thân cô cũng không muốn kết hôn vừa nói ra lời này thì Trigger cũng quay lại hai mắt còn rơm rớm làm Chloe phải giật thoát mình. Rồi rồi tôi ngửi thấy mùi sắp tỏ tình rồi đây. Trigger bắt đầu ngập ngừng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Chloe nữa. Tôi. Tôi. Trigger lấy hết can đảm hét lên, tôi thích đàn ôn hơn phụ nữ. Hả? Gì? Gì đây? Cú quay xe cực gắt đến từ phía tác giả nha. Đến mức bẻ cong cả định luật vật lý như thế này thì tôi khẳng định tác giả là fan của Đam Mỹ nhưng lại bị bắt viết chuyện ngôn tình đây mà. Chứ tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào nói như thế này. Bên phía Alex Anh đang tập luyện cùng bồ nhí Chris nhưng đầu óc lại nghĩ đến cảnh tượng Chloe đang ngủ say mà phì cười. Biểu hiện lạ này đã lọt ngay vào tầm ngắm Chris khiến anh ta nghi hoặc. Alex nhắc đến vấn đề hạnh phúc làm Chris nghĩ rằng người hạnh phúc quanh tôi chắc chỉ có chị tôi chăng. Ta không hề biết ngươi vẫn liên lạc với chị mình đấy. À, tôi là người duy nhất trong gia đình đấy. Cho dù chị ấy vứt bỏ hết địa vị và chạy trốn khỏi nhà trong đêm vì phải lòng gã làm vườn. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chị ấy là người tự do và ít ràng buộc nhất trong gia đình. Rốt cuộc chẳng phải hạnh phúc là được sống theo cách mà mình mong muốn sao? Alex nghĩ lại sau khi mẹ qua đời thì anh đã chẳng còn muốn sống nữa mà cứ thế lao ra chiến trường giết chóc để tránh khỏi những tranh giành quyền lực. Đó không phải là cuộc sống mà anh muốn, nghĩ tới đây Alex bỗng chột dạ, chính anh đã giết những người vô tội và tước đoạt mọi thứ của Chloe. Liệu cô ấy có nghĩ là mình xứng đáng bị trừng phạt không? Chloe vẫn không thôi nghĩ về chuyện của Trigger sau khi anh thú nhận với cô. Lúc đó Trigger đã rất suy sụp chỉ sợ rằng cô sẽ cảm thấy mình kỳ quái, cơ mà bộ dạng bé thỏ hiện ra như này ai nỡ nói nặng anh đâu anh ơi. Chloe chỉ có thể an ủi Trigger rằng mình không hề có thành kiến gì với việc này cả. Trong thâm tâm cô hiểu đồng tính có thể là thú vui khác thường của giới quý tộc nhưng thường dân hay nô lệ thì phải che giấu nếu không họ sẽ bị bắt nạt và bị đuổi khỏi vùng. Càng nghĩ tới cô càng thấy lo cho Trigger hơn. Alex bước vào trại bộ dáng vẫn lạnh lùng trầm tư suy nghĩ, làm Chloe bồn chồn không yên nghĩ rằng có thể công tước đã thấy cảnh mình ngủ trên giường của ngài ấy nên nổi giận rồi, hay là do tối qua đã đối đáp thiếu lễ độ, có thể là chuyện dậy trễ khiến ngài ấy nhịn bữa sáng không? chloe bịt tai chuẩn bị nghe mắng thì alex lúc này chỉ nhẹ nhàng nói cô đến báo với evan sẽ khởi hành sớm mà thôi hơi bất ngờ nhưng thoát được kiếp nạn nên chloe chạy vội ra ngoài ngay làm nam chính nhìn theo mà thấy tuổi thân ghê tự trách mình sau những việc đã làm thì như thế này cũng là do gậy ông đập lưng ông thôi mặc dù biết là vậy nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu thì con đĩ tình yêu nó quật anh rồi chứ sao evan từ ngày được lệnh của alex anh cũng chỉ có thể giả vờ như mình không biết gì về chuyện chloe nhưng vẫn cảm thấy lo lắng nếu cứ tiếp tục giữ cô ấy bên cạnh anh cũng không hiểu rốt cuộc cô công chúa này đã làm gì mà lại có thể lôi kéo mọi người xung quanh quan tâm đến cô alex rồi còn aaron và anna cũng liên tục hỏi thăm cô đoàn diễu hành đã tới với dinh thự trắng lệ của tử tước alex hân tử tước cũng vui mừng rạng rỡ ra chào đón nhưng chloe cảm nhận được có vẻ như ngoài tử tước ra thì những người còn lại không mấy chào đón họ chloe cảm thấy thế giới trong dinh thự này và vùng đất bên ngoài như hai thế giới khác nhau khi một bên thì nghèo nàn còn một bên thì hoa lệ như thế này suốt quãng đường phải mặc nguyên bộ chuẩn bé thụ tím hường làm chloe không thoải mái lắm dù là nô lệ nhưng chloe lại được các hầu gái phục vụ và đối xử như khách quý chẳng lẽ nào công tước bắt mình mặc bộ này vì tính lấy mình làm lá chắn sao vì trước đó ông bác bá tước làm quốc đã gửi thư báo trước tình hình nên ở lãnh địa này mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô như một cậu mã phu xinh đẹp mà công tước không chịu rời dù chỉ một giây ông bác này cũng ít có nhiều chuyện ghê ta ơi chloe cũng vì không muốn đi quanh cho mọi người thấy mình mặc bộ đồ này nên quyết định ngắm nghía quanh phòng bước đến ban công nhìn xuống hoa viên chloe thật sự trầm trồ cho sự thơ mộng này bỗng nhiên có một bàn tay đặt ngay bên cạnh ngước đầu lên nhìn bóng dáng Alex đã ngay phía sau lưng. Ngay về rồi ạ. À. Ôi bạn ơi, sao tôi nghe cứ như cô vợ nhỏ đợi chồng về là thế nào nhỉ? Phần sau sẽ có những cảnh ngọt ngào của đôi chim non nên các bạn hãy đón chờ nhé.